Vịt ra chảo nè cả nhà ơi, thưởng thức cùng em nha cả nhà. Lần đầu tiên em làm nè cả nhà. Đây là bữa nay là cái thành phẩm vịt chiên mỡ, vịt quay mỡ của em nè. Cả nhà ơi, vịt quay của em đã thành công rồi nè, mời cả nhà dùng bữa cùng em nha. Tâm Mốc chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha, hai bầu. Hôm nay tận với anh hai có con vịt thì đem xuống cho má cũng như là bà Mười mọi người. Thì làm món gì á thì để xuống hỏi Tiến để coi làm món gì thì anh em mình dùng bữa cơm chiều ha. Thì giờ anh em mình đi thôi. Ra cái này cho làm ăn món gì đây. Bây giờ thèm vịt quá. Mà không biết làm món gì. À biết qua làm món gì phải làm chứ. Má ơi. Ơi. Má xuống chơi Tân. Đó. Vô chơi. Nay có đem con vịt xuống nè. À bữa nay có đem vịt xuống hả? Vô, vô chơi Tân ơi. Nay đem vịt xuống nè. Wow, vịt ngon quá ta. Vịt này là món gì ăn? Là món gì ăn nè. Vịt này ngon quá. Nhất. Rồi má tính ra làm món gì hay ăn cơm cho ngon ngon coi. Đổi món nha, không ăn vịt luộc, vịt nấu cháo nè. Làm món khác đi. Thôi giờ bữa nay mình làm món vịt chiên đi nha. Vịt chiên hả? Ừ. Sao? Con thấy ngon không? Vịt chiên sao ta? Làm cách nào? Vậy giờ má làm coi. Ừ bây giờ má làm ha. Giờ tụi con phụ với má nha. Rồi có gì thì cứ kêu phụ ra. Ôi xong. Nhúng lửa cái bếp nước cho chút xíu má trụng vịt đi. Chào cả nhà. Tâm Mốc chào cả nhà nha. Hôm nay con của em nó đem xuống cho em con vịt. Em sẽ làm cái món vịt qua chảo. Gia vị của em gồm có là sả, núm đông cô, táo tàu, gừng, ớt, tỏi và củ hành. Gia vị cũng bài bản quá ha. Giờ má sao, má ớt sao? Giờ má sẽ định ớt là bỏ cái này nè vô trong cái bụng của con vịt á. Cái má bắt nước lên, má trụng sơ qua con vịt cho nó săn lại á. Rồi mình sẽ đem đi chiên. Rồi. Hồi đó giờ có làm chưa? Ôi bữa nay nghe con bài má mới làm lại nè, má làm lần đầu nè. Lần đầu luôn hả? Làm lần đầu luôn. Được không nghe. Cái má làm chắc ăn được mà. Rồi thì giờ sao? Giờ con đi đập sả này cho má đi. Sả giờ đập không? Giờ má sẽ bỏ táo nè, nấm đông cô vô bụng trước rồi con đập sả đem lại cho má nha. Rồi bữa nay lần đầu tiên làm luôn không? Lần đầu tiên má sẽ làm cho con ăn. Ngon ngon giỡn giỡn nha cả nhà. Bữa nay cả nhà ơi em làm món này lần đầu tiên. Xin cả nhà hãy ủng hộ cho em nha. Gần này mình xắt ra luôn Tân. Xắt ra miếng nhỏ nhỏ cho má giùm đi. Phụ bếp ha. Phụ bếp. Nè cả nhà, em đã bỏ cái bộ phận gan và ruột của con vịt vào trong đây. Em sẽ nhét vào đây là núm đông cô, táo. Giờ em sẽ nhét thêm vào là củ hành, tỏi. Cả nhà ơi, lần đầu tiên em làm món vịt quay chảo nè cả nhà. Thôi bối rối mà. Thôi bối rối quá cả nhà ơi. Ủng hộ cho em nghe cả nhà. Đây thì con sẽ dọn đi, con sẽ xiên cho. Con sẽ phiên nha, phụ cho má con tay nha. Bây giờ tí không có ra đây, mình làm chút nữa ra mình tạo điều kiện cho má tí bất ngờ. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha, mà không biết sao đây. Mai nha. Nè. Cả nhà, bây giờ các gia vị em đã trộn, em đã nhét vô trong vịt rồi. Bây giờ em mai lại. Em mai nó lại, đặng chút xíu nữa em bỏ vô nước em trụng con vịt trở lại. Rồi xong rồi em mới quay chảo. Cả nhà ơi, bây giờ em đã bắt cái son nước lên rồi. Nãy em có bỏ vô chút qua hồi, vỏ quế với miếng gừng. Là em lấy cái nước đặng em trụng con vịt. Bây giờ em sẽ bỏ con vịt vô. Xong nó. Chụm lửa. Cả nhà ơi, giờ em bỏ vịt vào nè cả nhà.
đây là nước mắm gừng nè, em mới vừa làm xong. Thịt gà. Để cho ráo. Để cho ráo đi một xíu nữa. Cả nhà ơi, bây giờ vịt em đã luộc xong rồi nè. Bây giờ em quét gia vị vào. Gia vị gồm có một xíu là dầu hào, một chút vị của thịt nướng, rồi nước cốt chanh, sa tế. Ăn xíu nữa em chiên, em sút mỡ. Cả nhà thấy em làm lần đầu tiên, thấy có cái gì ủng hộ cho em nha, động lực cho em làm những cái video sau nha cả nhà. Nó giặt ôm con vịt này nè cả nhà ơi, đỡ nó lại. Tăng đem con vịt xuống ngon quá. Nhưng mà món này mình làm lần đầu tiên không biết sẽ sao đây. Cả nhà, em bắt chảo dầu rồi nè. Xíu nữa nó sôi lên nè, em sẽ bỏ vịt vào em chiên. Bây giờ em thử đổ vô coi dầu nó sôi chưa cả nhà, đang em bỏ vịt vào em chiên. Cả nhà ơi, giờ dầu đã sôi, em sẽ bỏ vịt vô nè cả nhà. Lần đầu tiên em chiên nên này cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thấy em làm có ngon không cả nhà? Lần đầu tiên em làm nè cả nhà. Đây là bữa nay là cái thành phẩm vịt chiên mỡ, vịt quay mỡ của em nè. Giờ vịt chín rồi cả nhà ơi, em vớt vịt ra nha cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Cho ra bếp cả nhà ơi. Rồi trứng nha. Một. Quá ngon. Đó bạn. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ đầu bếp làm, đầu bếp 10 làm xong mà giờ chặt thì không chặt được, phải nhờ trường ra tay cả nhà ơi. Khổ ghê vậy. Đầu bếp này lầu mang sống ngăn rồi. Giờ trường chặt vịt ra cả nhà ơi. Biết là làm thôi mà chặt không được, nóng quá không có cầm được mà. Đầu bếp chân yếu tay mềm. Vịt chín tới luôn rồi cả nhà. Vịt chiên chín tới luôn. Nóng quá. Nóng quá. Mới chiên mà nóng kỳ cục thiệt chứ. Rồi đó, ừ. Nãy bạn nhắc chưa nè. Thơm lắm nha mọi người. Thơm quá thật. Thơm thiệt á. Thơm lắm nha nhà ơi. Miếng chín không này. Trời ơi, chín rồi, chín, chín, chín. Chín. Tới sườn luôn. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Đây, táo, tàu, đủ thứ hết trơn mà chứ không thơm cho được. Bỏ qua đây. Cái gia vị đó cả nhà. Chiên nãy giờ lâu lắm rồi đó. Đấy. À.
bò lòng, tàu tàu nè, núm đông cô trong đây quá trời. Tại cái bụng này không chắc lại á, chứ chắc là nó ra cái nước rồi. Tại nó không có chắc mai nó bị bung á, chiên nóng quá nó bị bung. Cả nhà ơi, dịch quay của em đã thành công rồi nè, mời cả nhà dùng bữa cùng em nha. Mời cả nhà về mình cùng ăn cơm đi. Trời ơi, quá ngon má ơi. Ngon không? Quá trời, bé rồi. Thôi, lên đi tới ơi. Anh thấy bên này cái món ăn bất ngờ không? Bất ngờ thiệt, nhưng mà chưa biết, để chút dùng mới biết. Thì bữa nay cũng đặc biệt là tía cũng tổ tài nấu cơm cho mọi người. Thì cháu bồi nghe cả nhà. Thì hôm nay thì mình cũng đổi gu ăn cơm nha. Thì mình thay vì mình ăn cơm dẻo, mình ăn cho cháu bồi một bữa cho nó đổi cái không khí. Thôi. Tăng ngồi ngoài đó đi Tăng. Với cho A Trường một chén đầy cho A Trường ăn thưởng thức coi. Em cũng chắc quá trời sáng giờ. Luôn nè cả nhà. Hai to quá. Trời ơi coi cái mâm chuối nè mọi người. Đây cầm ra em lia đây ra. Mâm chuối tới cái mâm chuối rồi chứ. Sợ mấy tụi nhỏ nó bào quá em chơi cái bào chứ. Sao nó dày dày đỡ hao chứ miếng dây nhuyễn nữa nó hồi nó teo lại nó hao lắm. Cái này là mâm thân cây chuối nha cả nhà nha. Cái món này là thân chuối bắp gỏi nè cả nhà. Chuối cây, chuối cây á. Mình kèm với thịt qua chảo, dịch qua chảo. Rồi, mời ngồi, bà mời ngồi. Mời cả nhà dùng cơm. Mời nhà dùng cơm nha. Cháo với cơm gì nữa. Quá ngon cả nhà ơi, cháo bồi cả nhà. Em mời cả nhà cùng dùng cơm với em nha. Mẹ khỏi trang canh. Sao? Cảm giác ăn. Cả nhà, cả nhà ơi. Quá ngon. Thử cục dịch cho quay cả nhà. Ê, quay dịch quay chảo nha. Cả nhà thấy cái mâm không? Ngon không? Chấm vô nước mắm gừng đó. Tiệt á. Vô. Cả nhà ơi, tôi có cái chế độ nè cả nhà. Kìa kìa, phao câu quá. Cả nhà. Ôi ơi, cái này bén nha. Làm cái coi. Rồi làm vô cái. Chơi chặt thì sát rồi. Khúc. Ngon không? Ơi, ngon quá Tân ơi, ngon quá Tân ơi. Ngon quá, ngon. Ngon quá. Rồi, chừng mời cả nhà nha. Cái này làm mấy chén cơm nữa quá. Thơm. Ngon á. Kèm miếng nấm vô luôn. Bác sĩ bà xây luôn. Cái này thường thường á mời cả nhà mình nha. Cái món dịch quá ngon cả nhà ơi. Tưởng là làm cũng ngon mà ngon không tưởng được cả nhà. Tự vô cái chưa? Quá vàng. Đi. Người ta làm món ăn rau củ còn gia đình mình ăn với làm nhẹ miếng cháo bồi cả nhà. Với cây bào. Ăn với chú bào. Ngon, ngon chú bào. Ngon chứ, trời ơi, chú cây bắp gỏi mà không ngon. Ngọt chê đừng ăn nha, để tao ăn cho. Chú cây cả nhà. Đi không có gì? Cần mà rau cải chi cho sao qua cả nhà. Chú cây mình ở nhà có nè. Đi làm gì cũng ngon đừng chê nha. Ăn đi. Giòn. Mời ăn đi mời. Mời đầu bếp. Đây bà đang ăn nè. Có cái gỏi chua chua dễ ăn lắm nha. Cái này không? Chua chua. Thân cái chuối thì ngon lắm. Táo rồi cả nhà. Táo quá ngon á. Táo ngọt. Táo ngọt ngay à. Cái chai như ăn xôi vậy. Trời ơi, ông mặn. Này tía thắt cũ cái món cơm rồi tía. Là tía nấu cơm nhão à tía ơi. Ừ, tao nấu cơm ngon dữ lắm mà tao tao nấu nhão ta. Miếng súp mực mấy lon á, nấu biết rồi qua nhà nó thắt nước nó chắc á. Chắc không kịp. Lu bu quá. Đã vậy ta. Sao? Nhưng nhưng cổ hả? Cơm dẻo quá. Toàn chén rồi. Đó quá. Sáng giờ không ăn cơm nữa. Lâu lâu cả nhà. Mình ăn cái cơm nhão này cũng ngon quá nha. Nhờ cái món này nó kéo lại chứ ngon cái gì. Đó mấy con miếng cơm trái rồi. Cơm trái nhúng dưới. Thôi, cơm nhão không có bơ gì. Thôi cả nhà. Có gạo có cơm ăn mà. Chơi để hồi đây nhìn mình nó ăn à. Hiểu ý quá. Coi cơm trái cho mình rồi nó thôi đừng chơi vậy. Nó không cho à. Ừ, cái củ hành nó ngọt ghê á. Phải không ạ?
củ hành nha. À. Hành nguyên củ ngon cả nha. Ngay à. Vô. Nãy thằng Tân nó kêu bà đập ra, bà nói thôi để nguyên củ đi một phần nó ngon lắm. Đúng rồi. Ngon. Nhỏ quanh bà ớt. À. Rồi còn hai trái ớt đâu? Wow, chấm nó ngập luôn cả nhà ơi. Dịch quay chấm nó ngập cho luôn à. Đó. Ồ. Thằng Tân nó không cho mời cả nhà nha. Bỏ ớt vô. Đổ ớt vô nó mé chứ. Đổ ớt vô cay quá nó đậu bào được. Không có. Có bỏ mà. Ừ. Không, nãy bỏ hai trái mà. Ngon quá nha. Thơm. Không, nó không có bỏ cái gì. Không có hả? Không. Lần đầu tiên bà mời làm món này mà thấy nó thơm cũng ngon nha. Phải lạ luôn. Gắm gắm bà xã học ở đâu làm ngon rồi hả? Chắc mai mua con về làm tiếp nữa nha. Đâu có, ngày mai á, Tân nó đem xuống. Cái này bữa nay Tân đem xuống. Ngày mai nó đem xuống tiếp nữa là em làm. Tân móc nó đem xuống cho hả? Mới mốt còn nữa không đem xuống nữa nha con. Mai đem cá liêu hồng. Liêu hồng cha. Có cá hưng. Cá trưởng. Có hồng nè. Có hồng biết ăn hứa người ta chứ không có cái chết. Cầm trái nè này. Để tao ăn mồi. Mời cho về cho ăn chứ còn về cho ăn trời. Chết luôn rồi. Bữa nay cũng hết nửa cái nồi cơm này chứ bộ không ngon bộ. Khi gỏi này ngon đó nha. Gỏi chua chua ngon. Ừ. Trong mũi giống như hơi khô à. Ừ. Ngon. Gỏi cái chuối rất là ngon. Trường xin đọc là cái gia vị này cái đó nha cả nhà. Ở trong đây có là đây nha. Có táo đen, có lộn, có táo đỏ nè, nấm đông cô nè, rồi gừng nè, tỏi nè, hành tím nè, xả nè. Đáng lẽ này có ớt nữa, nhưng mà bà người không bỏ vô cả nhà. Giờ là ngon lắm rồi. Quá ok luôn cả nhà ơi. Đây là nấm đông cô rồi cả nhà. Ngon. Nấm đông cô là ngon á. Chấm vô nước mắm. Mời cả nhà nha. Nấm cô dai dai còn ngọt ngon lắm cả nhà. Bớt trên cột người ta chưa hết trên cục nó ngán luôn rồi. Con cứ bỏ gì cơm vô nhìn đi. Nó bị nhão đâu có giòn. Mình đào hết rồi. Chờ nãy với người tặng ăn cơm cho nhiều đi thịt mình đào. Cái mùi ngon á đúng không ạ? Cái tỏi mình để nguyên củ mình để vô. Ngọt không? Rồi là thấy không? Chưa ngồi. Cơm sáng à? Là bỏ bữa cơm sáng là tôi ăn cơm kiệu. Cái này chú đáp này nè. Làm bữa sáng gậy gậy chứ nó không cứng. Giờ nấu hả? Chú đáp á. Giờ cơm chiều đó xong rồi em chào cả nhà nghe. Hello, xin chào cả nhà nghe, hẹn lại hẹn lại cả nhà quá ngon cả nhà ăn đớt hết trơn à.